Kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo khóa học hướng dẫn sử dụng phần mềm Camtasia chính. Hôm nay tôi hướng dẫn các bạn đó là chỉnh sửa thêm hiệu ứng đẹp cho chữ trong phần mềm nha. Rồi bắt đầu ta qua thực hành luôn nha. Đây, giờ ta thêm video trước. Rồi bây giờ ta muốn thêm chữ ở đây. Đây, chữ đây nè. Đây. Rồi, nắm kéo xuống. Này nha. Chữ này giả sử ta đánh chữ lên nhấp đôi vô nha. Rồi ta đánh trên mình vô. Khánh. Rồi, cái này ta thể nắm kéo ra nè. Rồi, nắm kéo ra, thấy không? Rồi, có thể là cho màu chữ cho nó màu xanh đi. Đó. Màu xanh đi cái này, đó. Rồi. Cỡ chữ. Đó. Rồi sau khi như vậy nè, chúng ta nắm kéo vô này cho nó vô lại. Rồi, nghiêng gạch đích giữa nè, trái nè, phải nè. Đó. Rồi cho giữa lại. Rồi qua chữ bên đây nè. Qua đây nè, cho màu nền, màu vàng. Đó. Cú test hay không? Đó, nguyên đây như thế này nè. Có outline không? Đó. Tỷ lệ bao nhiêu phần trăm nè? Mờ đó. Đó, đầy đủ các bạn. Rồi, sau cái chữ đây, ta vào phần hiệu ứng chữ nữa nè. Chọn vô. Chọn vô nó, kéo xuống này. Rồi. Kéo đây nè. Rồi bấm chạy. Đó, tạo hiệu ứng chữ thấy không? Thấy không? Rồi tiếp cho cái hiệu ứng chữ này đi. Rồi nắm kéo xuống. Tất cả cái hiệu ứng này chúng ta nháp thử rồi nó là hiệu ứng gì theo ý thích chúng ta nha. Rồi. Đó, hiệu ứng đó nhiều hiệu ứng chữ lắm các bạn. Nè còn đây nữa nè. Nhiều lắm á. Rồi cảm ơn các bạn đã nghe. Rồi, chúc các bạn thực hành thành công nha.